You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Minh Thư, còn em là Cát Tường, chúng em là sinh viên khóa 27 đến từ khoa ngôn ngữ Hàn của Viện Ngôn ngữ Trường Đại học Văn Lang. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, nhưng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng em xin được tri ân đến quý thầy cô của Trường Đại học Văn Lang nói riêng và quý thầy cô trên khắp cả nước nói chung. Chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe để là những người lái đò vững trải đưa các thế hệ học trò đến với bờ tri thức. Và bên cạnh đó, chúng em xin được phép chúc quý thầy cô được thành công hơn trong sự nghiệp. Em muốn chúc tất cả các thầy cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn vui tươi. Tất cả các thầy cô trong trường và đặc biệt là các thầy cô trong ngành ngôn ngữ Hàn, ngày 20 tháng 11 thì là vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mấy thầy cô 20 tháng 11 vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp được học sinh ngoan và thành công trong con đường sự nghiệp. Tôi là Ngô Thị Thu Minh, nhân dịp 20 tháng 11, em muốn gửi đến quý thầy cô một lời chúc thân thương, sức khỏe tràn đầy và hạnh phúc. Xin chào tất cả các thầy cô của đại gia đình Văn Lang, em tên là Thục Uyên. Kính chúc tất cả các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ và hạnh phúc. 20 tháng 11 thì em xin chúc quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô đã luôn luôn tận tình giúp đỡ tụi em trong những ngày đầu của đại học, giúp tụi em hiểu biết thêm nhiều thứ. Yên Vân, sinh viên khóa K27 đến từ ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Nhân dịp ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc tất cả quý thầy cô luôn luôn có nhiều sức khỏe để đồng hành cùng các sinh viên và luôn thành công trong con đường giảng dạy của mình. Em là Nguyễn Thế Hòa, là sinh viên khóa 17 của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Văn Lang. Thì nhân ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc quý thầy cô ở trường Đại học Văn Lang nói chung cũng như thầy cô ở Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc nói riêng sẽ có một sức khỏe thật là tốt, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống để cùng chúng em tiếp tục trên con đường sắp tới và sẽ gắn bó lâu dài hơn tại trường Đại học Văn Lang. Và Đông Anh hiện là một con sinh viên mới của khóa K27 đến từ ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang chúng ta, của thầy cô Đại học Văn Lang nói riêng và tất cả các thầy cô trên toàn đất nước nói chung. Em có một số đôi lời dành tặng những tình cảm sâu sắc và đầy tôn kính nhất đến các thầy cô trong ngày 20 tháng 11. Phương Trang và em là tân sinh viên khóa 27 của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em xin kính chúc quý thầy cô của trường Đại học Văn Lang nói chung và quý thầy cô của Viện Ngôn ngữ nói riêng có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ và luôn tràn đầy niềm vui tiếng cười trong cuộc sống. Và chúc thầy cô luôn đồng hành và làm việc cùng với Văn Lang thật lâu nhé. 20 tháng 11 em xin kính chúc quý thầy cô có một ngày thật vui vẻ và thành công trên con đường dạy học của chính mình. Em là Diễm Kiều, là tân sinh viên khóa K27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc quý thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ. Chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với các thầy cô. Mong rằng thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp làm người lái đò của mình. Quý thầy cô, diễn viên đang giảng dạy tại trường Đại học Văn Lang. Em tên là Nguyễn Đình Thuấn, sinh viên khóa K27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Viện Ngôn ngữ Trường Đại học Văn Lang. Sắp tới là ngày 20 tháng 11. Và em xin chúc quý thầy cô sẽ có một ngày vui vẻ thật đầy ý nghĩa. Và em mong thầy cô sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể dìu dắt chúng em tới con đường thành công. Em là Trần Mỹ Như, là sinh viên của ngành ngôn ngữ Hàn. Ngày 20 tháng 1, mặc dù không được gặp học sinh ở trên trường nhưng mà hy vọng là sau hết dịch thì mình sẽ gặp nhau sớm. Và cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em trong thời gian qua cũng như là thời gian sắp tới. Mong là 20 tháng 10 là thầy cô có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Là Thư, hiện đang học ngành ngôn ngữ Hàn của trường Đại học Văn Lang. Nhân dịp 20 tháng 11, em chúc cho các thầy cô trong Viện Ngôn ngữ cũng như là các thầy cô trong trường Đại học Văn Lang mình một ngày thật là ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai. Xin kính chào tất cả quý thầy cô của trường Đại học Văn Lang. Em là Hương Giang, là sinh viên mới ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc quý thầy cô luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn giữ vững phong độ, luôn được thành công trong công tác và đặc biệt là luôn giữ vững nụ cười. Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, em xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến các giảng viên của Viện Ngôn ngữ cũng như là tất cả các giảng viên của trường Đại học Văn Lang. Xin chào các thầy cô ở trường Đại học Văn Lang. Em là Hoàng Trúc Quân, tân sinh viên K27, là mẹ út của đại gia đình nhà Văn Lang, chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Sắp tới đây là ngày 20 tháng 11, em chúc toàn tập thể giáo viên nói chung và tất cả các
giáo viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc nói riêng. Em chúc các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật là hạnh phúc, ý nghĩa và cực kỳ mạnh khỏe để có thể cùng nhau vượt qua đại dịch này và có thể gặp nhau trực tiếp ở năm tiếp theo. Chào tất cả các quý thầy cô của trường Đại học Văn Lang. Em là Hồng Mai, tân sinh viên khóa 27 từ ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc tất cả quý thầy cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Một, em kính chúc tất cả các thầy cô luôn vui vẻ, có được nhiều sức khỏe và đạt thật nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa. Yến Nhi hiện tại là tân sinh viên khóa K27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang. Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em có một vài lời chúc gửi đến các thầy cô của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc nói riêng và các thầy cô của trường Đại học Văn Lang nói chung. Có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng để cùng đồng hành với các em những năm tháng tiếp theo, luôn gặt hái được thật nhiều thành công. Các thầy cô của trường Đại học Văn Lang, em tên là Thanh Huy, hiện đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc khóa 27 tại trường mình. Sắp tới là ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Em xin chúc tất cả các thầy cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc tất cả các thầy cô luôn đủ tâm trí lực để cống hiến hết mình cho sự nghiệp trong người cao cả và vĩ đại này. Chào, em là Thanh Ngân, là khóa K27 của ngành ngôn ngữ Hàn trường Đại học Văn Lang. Nhân ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc các thầy cô ở trong ngành ngôn ngữ Hàn và cũng như là các thầy cô đang giảng dạy trường Đại học Văn Lang một ngày lễ thật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và đặc biệt là em xin chúc các thầy cô có một sức khỏe thật là tốt để chống chọi qua mùa Covid này. Mong là có thể được gặp các thầy cô và các bạn vào một ngày sớm nhất. Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang. Thì sắp tới là ngày 20 tháng 11 cũng là ngày nhà giáo Việt Nam. Em xin kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể mọi người làm trong ngành giáo dục một lời chúc sức khỏe. Chúc quý thầy cô luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và sự nghiệp giảng dạy của mình luôn luôn được thăng tiến. Xin kính chào tất cả các thầy cô, em tên là Yến Nhi và hiện tại em đang là tân sinh viên trường Đại học Văn Lang của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Và nhân dịp vào ngày 20 tháng 11 cũng như là ngày lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời cảm ơn chân thành cùng với sự biết ơn vô bờ bến đối với các thầy cô không chỉ của khoa của trường Đại học Văn Lang mà còn là các thầy cô đã đang và sẽ làm nghề dạy giáo. Xin cảm ơn các thầy cô đã luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho chúng em. Cảm ơn các thầy cô đã luôn tạo ra những thế hệ với những kiến thức vào đời được vững chắc mà có lẽ không chỉ bây giờ mà cho đến mãi mãi về sau chúng mình sẽ luôn nhớ những công ơn này của thầy cô. Và lời cuối cùng em xin gửi lời chúc sức khỏe đến với các thầy cô và mong các thầy cô có một ngày lễ tri ân ngày dạy giáo Việt Nam thật vui vẻ. Em tên là Phạm Thị Thảo Vy, đến từ K27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Sắp tới đây là ngày 20 tháng 11, em xin chúc các thầy cô cả Đại học Văn Lang nói chung và tất cả các thầy cô ở trên toàn quốc nói riêng sẽ có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ và thành công trên con đường giảng dạy của mình. Xin chào các thầy cô của trường Đại học Văn Lang. Em là Thục Trinh, sinh viên khóa K27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Nhân dịp 20 tháng 11, em xin kính chúc các thầy cô của trường Đại học Văn Lang có thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và cũng như gặt hái được nhiều thành công trong việc diễn dạy của mình. Thầy cô của trường Đại học Văn Lang, em tên là Kiến Đức. Thì nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới đây, em xin chúc tất cả thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thật thành công trên con đường dạy của mình. Tôi sinh viên khóa 27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Văn Lang. Dự kiến tháng 11, em xin chúc các thầy cô luôn hạnh phúc, vui vẻ trong cuộc sống cũng như là mạnh khỏe, vượt qua được mùa dịch này. Em thật sự rất mong muốn gặp các thầy cô và bạn bè tại trường vì mùa dịch đã rất lâu rồi và em vẫn chưa có cơ hội gặp được mặt các thầy cô. Nguyễn Tú Trinh, khóa 27 của ngành ngôn ngữ Hàn, trường Đại học Văn Lang. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em muốn gửi lời chúc đến thầy cô của khoa ngôn ngữ Hàn cũng như các thầy cô khoa khác một lời chúc sức khỏe và luôn vui vẻ, hạnh phúc, giữ gìn nhiệt huyết trong giảng dạy. Em mong sớm hết dịch để trở lại học cùng các thầy cô và bạn bè. Thầy cô trường Đại học Văn Lang, em là Vũ Thị Thùy Trang, là sinh viên khóa 27 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc trường Đại học Văn Lang. Tính tới hiện tại thì em đã được tiếp xúc với các thầy cô gần hết một học kỳ rồi, nên em nhận thấy rõ được sự nỗ lực tận tâm mà các thầy cô dành cho chúng em. Nên nhân ngày 20 tháng 11 này,
Em xin kính chúc các thầy cô đã được thành công trong cuộc sống và trong công việc, đặc biệt là có một sức khỏe dồi dào để có thể giúp đỡ chúng em chuẩn bị hành trang bước vào đời. PT Nam sẽ sang người. I thank God I'm alive. Oh, you're just too good to be true.